Châu và Kem. Bạn như lạc lối vào thiên đường vô chín mộng và sẽ không được quyến rũ lầm nữa. Thật không? Kẹo Antelope vô Kem, sự quyến rũ ngọt ngào. Tè là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bạn có muốn con mình phát triển một cách toàn diện không? Trí não phát triển hơn, sức đề kháng mạnh hơn và sự tiêu hóa dễ dàng hơn. Còn bạn sẽ có tất cả với sự trợ giúp của công thức Triple Care. Với công thức Triple Care tiên tiến nhất từ cô gái Hà Lan 123 và sự chăm sóc của mẹ, bé sẽ có tất cả để phát triển toàn diện. Triple Care là chăm sóc toàn diện cho đứa con yêu của bạn. Enchanteur hân hạnh mang đến cho bạn bộ phim này.